là so sánh các cái vị thuốc trong thuốc với nhau có tác dụng để chữa bệnh giống nhau nhưng mà áp dụng điều trị trên từng mặt bệnh khác nhau. Thì những cái phần mà cơ bản ví dụ như là bộ phận dùng này, ứng dụng lâm sàng này, tác dụng này và liều lượng, cách sử dụng và chú ý khi sử dụng thì các anh chị đã đọc ở trong giáo trình rồi, trong giáo trình đã có rồi đúng không ạ? Thế thì các anh chị về các anh chị đọc trước nhé. Thì khi lên lớp thì cô trò tương tác với nhau thì cho nó đỡ buồn ngủ. Chứ còn là hôm nay tôi quay một vòng lớp học ấy thì tôi thấy là có nhiều anh chị hình như là tối qua ngủ ít hay sao ấy, một là tắt camera để ngủ,